bộ chuyển đổi cửa trực quay Eurotech, giải pháp thông minh dành cho cửa trực quay hiện đại. Eurotech đã phát triển thành công 5 bộ chuyển đổi. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai Ultra Slim 3 cánh, bộ thứ ba, bộ thứ tư và bộ thứ năm. Các bộ chuyển đổi được nghiên cứu riêng cho từng hệ cửa nên rất đa dạng và tối ưu khi sử dụng. Tôi giới thiệu các bạn nhé, đây là bộ chuyển đổi từ trực sang quay của Eurotech. Đây là cái gạt để chuyển sang để vào lĩnh gọi lĩnh gạt, đây là bánh xe để chịu lực này. Đấy này. Wow, hiểu không? Có nghĩa là dính nhảy luôn, dính nhảy luôn. Đây có những cái phần lồi ra, phần này nhô ra để ăn vào thanh nhôm. Đấy, khi lắp vào đây, các bạn xem này. Khi lắp vào, đấy, khi lắp vào đây. Đấy, nó sẽ khít lại. Và chúng ta bắn bao cái này vào đó thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn, bởi vì là cái chống xệ hay là cái va đập rất là mạnh. Nếu như không có những cái phần này để ăn vào thanh nhôm thì nó sẽ mang, nó sẽ không được bền đâu, không được bền vững. Như chúng tôi đã thiết kế là những cái thanh này nó phải nhô ra để ăn vào thanh nhôm thì nó sẽ thành một cực rất là mạnh này. Đấy, chắc chắn chưa? Đấy, khi mà đóng mở này, phần mạnh như này, mà nếu như cái phần bên này nó ăn vào thanh nhôm nữa thì cực kỳ chắc và lâu dài. Và bánh xe này, đây là cái phần khi ăn vào bánh xe này nó sẽ chống xệ, bu xuống thoải mái, nên là cần phải cố chắc. Đấy, đây là điểm mấu chốt quan trọng nhá. Nên bộ chuyển đổi là bắt buộc chúng ta nên sử dụng bộ chuyển đổi, phải có những cái để kết cấu vào thanh nhôm. Ngoài cái chức năng là đúng rồi, ok, đúng rồi, nhưng mà phải có cái này chứ không được cứ phẳng đi, nó có ăn vào thanh nhôm xong cũng được đó. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Eurotech tự hào khi mang đến các dòng cửa chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu. Một số công trình đẹp sử dụng cửa trực quay Eurotech, kính mời quý khách hàng xem qua. Eurotech vì một cuộc sống tốt đẹp qua những sản phẩm dịch vụ tốt hơn mỗi ngày.